Ngày xưa ngày xưa, tại vùng hoang mạc Tây Ban Nha đầy nắng và gió, có một tên sát thủ máu lạnh. Những cô mèo nóng bỏng xuất xứ San Ricardo gọi chú là phát bo nhiều lông. Công an phường thì gọi là kẻ ngoài vòng pháp luật, người không biết thì gọi chú là con quỷ hút máu. Nhưng nghe nói đến nhiều nhất vẫn là bút xin mèo đi hia. Với cái đầu được treo thưởng 500 đồng vàng, chú luôn trong cảnh bị truy đuổi. Rời xa vòng tay cô mèo trắng Magelita, À, quên rosa à mà thôi quan trọng gì boost tiếp tục cuộc hành trình trộm cắp dừng chân tại vùng đất fuego nơi tụ hội của những kẻ đầu trộm đuôi cướp boost bước vào một quán rượu theo sau là một chàng cười mỉa mai một con mèo đi hia ư trung bình mèo ở bình dương tiểu nhị cho một ly sữa không đường ít đá dùng đây mang về boost không hề muốn gây chuyện nhưng hổ không gầm thì lại tưởng là hello kitty chú cho chúng biết chú thực sự là ai và khi lũ bậm nhậu nhăm nhay cái đầu 500 đồng vàng của boost thì chú mạnh dạn giặt mặt chúng trổ vài đường cơ bản cho chúng biết chú sẽ cạo đầu bất cứ thằng nào dám coi thường mình Boost chỉ đang tới đây để kiếm một công việc đúng chuyên môn nhưng đằng nào cũng trộm thì làm hẳn một vố lớn cả đám tiết lộ cho Boost về hai tên sát nhân jack và jill kẻ đang nắm giữ những hạt đậu thần nhưng Boost không tin chú đã dành gần nửa đời mèo mà tìm mãi vẫn không ra đậu thần và chú tin rằng nó chỉ có trong truyền thuyết một tên bèn sâu ra bằng chứng vô cùng thuyết phục just me bro những hạt đậu thần mọc lên cây đậu khổng lồ cao đến tận 9 tầng mây dẫn đến lâu đài của người khổng lồ nơi có những con ngỗng đẻ trứng vang trộm được nó thì có mà ấm no cả đời không bao giờ phải đi ăn cắp vặt nữa Pus nghe thấy thế thì cũng bùi tai và hơn hết chú muốn trả lại món nợ cũ và chỉ có những phi vụ tầm cỡ như thế này mới đủ sức gánh được ngay lập tức lên đường đi tìm rách và diêu cùng lúc đó trong thị trấn vợ chồng rách và diêu đang tìm một chỗ để nghỉ chân những kẻ sát nhân khiến cả thị trấn phải khiếp sợ không như rách nào đó rách ở đây là bố không ai có quyền được nói không khi nghe nói ở đây không còn phòng trống bùm diêu tạo ngay một phòng và đó là lúc Boost ra tay nhưng không chỉ có mình chú nhắm đến những hạt đậu thần một con mèo đen nhìn như Batman cũng nhăm nhe chuẩn bị đột nhập vào phòng của Jack và Jill không hiểu tiếng mèo à tất cả là của ta à? khè cái gì ngươi muốn bẻ cổ ta á? đang chuẩn bị nhè nanh nhè vuốt thì Jack và Jill phát giác và chúng thừa biết lũ mèo nhắm vào cái gì Jack đâu mang cái chổi ra đây Batman nhân cơ hội lủi mất để lại mình Boost đối đầu với cặp tội phạm và một cây súng bắc cua nhảy khỏi cửa sổ push ngay lập tức đuổi theo kẻ ném cất hội nghị tên kia cũng không vừa thân thủ vô cùng lợi hại làm vài khe đã khiến Boost hít khói. Cuộc giật đuổi đưa Boost tới một quán bar, nơi mèo của cả thị trấn tụ tập. Boost đành chơi theo luật. Tối thứ ba, Dance Battle, nhưng chẳng có cuộc chiến nào mà Boost không dám tham gia. Bộ môn nhảy nhót cũng không ngoại lệ. Hai con mèo của một dàn hợp sướng. Đây chính xác là cảnh lũ mèo hàng xóm chỗ tôi mùa động dục. Round 1, round 2 rồi round 3, không đứa nào chịu thua. Batman trong một động tác kiêu ngạo, đá bay bắt sữa trên bàn làm bắn cả vào đôi hia của Boots như giọt sữa tràn ly. Boots rút kiếm, trận chiến thực sự bắt đầu. Từng đường kiếm tung ra rất khoát, lâu lắm rồi Boots mới được tìm thấy một đối thủ xứng tầm như này. Xong cái thua luôn, thắng làm vua thua chơi bẩn. Boots với cây guitar và tặng một đòn ngay mặt Batman, tí nữa thì niệm luôn. Quá đau khiến hắn phải tháo mặt nạ ra. Và wow, đây không phải là Batman mà là Batgirl. Có đây là một thằng mèo vừa đánh phụ nữ. Mèo đen bỏ đi. Boots vội chạy theo giải thích. Hay để kẻ si tình này khao em một ly sữa để bù đắp được không? Bush chạy vào trong tìm cô em kia nhưng không thấy đâu mà chỉ thấy một gương mặt quen thuộc quả trứng mang tới bao ân oán cuộc đời Bush. Humpty Alexander Dumpty kẻ phản bội người bạn thân nhất, cái thu số 1 của Boost, từ bạn thành thù chỉ trong chớp mắt, câu chuyện đằng sau là gì? Tí nữa sẽ có flashback. Trở lại với câu chuyện hiện tại, mục đích của Hamti đến đây không phải là để trả thù, mà là để mời Boost hợp tác làm một phi vụ để đời, ăn cắp những hạt đậu thần. Với kỹ năng ba ngón của mèo đen, lưỡi kiếm của Boost cùng sự thông thái của trứng, Hamti chắc chắn bộ ba mèo và trứng sẽ làm nên chuyện, nhưng không thể tin vào mồm mép của một kẻ phản bội. Không nghe Cave kể chuyện, không nghe ăn Trộm trình bày, không nghe nghiện trình bày mà bro sử dụng nhau boost liền từ chối thẳng thừng một lần bị đâm sau lưng là quá đủ bắt gơn kitty đánh chơi đòn cuối cùng mỹ nhân kế chạy theo thuyết phục boost để mà thay đổi quan điểm của chú là một điều không hề dễ dàng Humty có thật sự tệ như lời boost nói nếu cuộc đời bạn chưa đủ tồi tệ vậy thì hãy để một quả trứng đâm sau lưng như boost giữa hai người đã có chuyện gì ngày xưa ngày xưa có một chú mèo con đói khát bị bỏ rơi ngoài sa mạc không cha không mẹ không chậu cát cho tới khi được mẹ Imelda nhận nuôi vào một nhà tình thương nơi nuôi dưỡng những sinh vật bị bỏ rơi như Boots. Đây chính là nơi đầu tiên Boots được gặp Humpty, những đứa trẻ khác giống loài nhưng đều mồ côi và không có nhiều sự lựa chọn. Tình bạn giữa một con mèo và một quả trứng bắt đầu. Humpty với ước mơ lớn lao là tìm ra những hạt đậu thần, tới nơi ở của người khổng lồ để trộm những quả trứng vàng. Hai đứa quyết định cắt máu ăn thể. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giống loài, nhưng sinh nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, trở thành anh em kết nghĩa, ngày qua ngày trộm mọi loại đậu với hy vọng đó là những hạt đậu thần trong truyền thuyết. Cả hai tiến xa hơn và bắt đầu trộm một thứ khác rồi bị công an bắt trở thành những thằng con chỉ biết ăn rồi báo mẹ email đa, khiến bà vô cùng thất vọng rồi cơ hội đến vào một hôm khi cả hai đang ngồi chơi ném đá Humpty không may ném quá tay làm con bò tót sẩm chuồng theo bản năng Bus lao ra một thận mèo ngăn chú bỏ lại cứu được mẹ của đội trưởng công an phường Bus bỗng nhiên trở thành anh hùng trước sự ca tụng của toàn bộ thị trấn San Ricardo mẹ Imelda tặng cho Bus một đôi hia tượng trưng cho danh dự và công lý con đường Bus đi ngày một sáng lạ như chính đôi Bus của cậu vậy trái lại Humpty vẫn là một thằng phá hoại vào tù ra tội hết lần này lần khác. Humpty rủ thằng bạn thân trở về con đường trộm cướp, nhưng Boots giờ đã là người của chính quyền. Với đầu óc thông minh của một quả trứng, Humpty đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu lập một kế hoạch cướp ngân hàng và lừa Boots tham gia mọi chuyện bại lộ thanh danh chú mèo đi here gây dựng bấy lâu nay cùng với số tiền cướp được từ ngân hàng san ricardo đều đổ sông đổ bể hunty bị bắt post may mắn trốn thoát nhưng chú đã đánh mất mọi thứ chỉ sau một đêm đó là lý do cho cái đầu trị giá 500 đồng vàng của post hiện tại chứng xuất hiện cắt ngang câu chuyện và tỏ ra vô cùng hối hận về những gì đã làm hunty lấy toàn bộ lòng đỏ trứng của mình ra để thề phi vụ này sẽ trả lại mọi thứ cậu nợ san ricardo trả lại danh dự cho Boost. Hamti nói bã cả bọt mép cuối cùng cũng thuyết phục được thằng bạn cũ tham gia. Boost đồng ý nhưng với tư cách cộng sự chứ không phải bạn bè gì nữa. Bạn bè như cái bạn bà, hội đậu tái hợp, chiến dịch phục kích Jack và Jill bắt đầu. Boost cùng Kitty lẻn vào xe chở lợn của hai tên sát nhân. Mục tiêu là cánh tay phải của Jack, ba lớp khóa bảo vệ những hạt đậu thần. Nhưng trước khi chạm vào được ổ khóa, đó là lũ lợn con đang ngủ ngon lành phía sau Jack. Kitty thả treo người cùng dao cậy ổ khóa. Boost nhìn mà bực hết cả mình. Vì là mèo mà sao không dùng móng mà mở Giỏi thì xuống đây mà làm Pus cười khẩy một cái rồi nhảy vào trong xe Dùng bộ vuốt phát một mở xong ba lớp khóa bộ móng mềm của Kitty lúc này mới phát huy tác dụng thành công lấy được những hạt đậu thần nhưng đến phút chót thì cả hai bị phát hiện Puss lỡ chân đạp phải lũ heo con làm chúng thức giấc đánh động Jack và Jill cả hai đối đầu trực diện với những tên sát nhân Kitty ra tay trước hạ được Jack Puss support phía sau ra hiệu lệnh cho Hamty hành động đánh xe ngựa giúp hai con mèo tẩu thoát Kitty lên xe trước Puss thì bị Jill tóm được chú sắp bị ném xuống vực thì Hamty xuất hiện làm một đường va quệt khiến Jill trao đảo cứu được Puss nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc vừa rồi là màn phô diễn kỹ năng của đội bạn đến lượt Jack và Jill súng giờ đại bác được mang ra hết khiến bọn hamty chỉ còn cách chơi bài né nhưng trứng cũng chỉ cần có thế để tới được cây cầu nơi chú giấu con át chủ bài chỉ cần gạt vài cần số chiếc xe ngựa mọc thêm cánh bay lên không trung cho rách và diêu hít khói cả ba sau đó tới được khu đất trồng đậu thần kitty vô cùng cảm thán tài năng của trứng bus cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ với kitty bộ móng xinh đẹp của kitty đã bị lũ human cắt mất và cô vẫn luôn mặc cảm vì mèo mà lại chả có vuốt nhưng những lời của bus lại an ủi cô rất nhiều đang thủ thủy thì hamty cắt ngang cả ba đã đi gần tới bước cuối cùng cậu đã tìm ra tọa độ nơi có thể trồng đậu thiên thời địa lợi nhân hòa vào việc đó một trận rông bão ập tới cây đậu đâm chồi đâm một phát đến tận 9 tầng mây mang theo ba con người à nhầm hai con mèo một quả trứng cùng với ao ước với những quả trứng vàng push và kitty đang có dấu hiệu kết nhau và humty lúc nào cũng làm tốt nhiệm vụ của mình luôn xuất hiện cắt ngang rất đúng lúc trở lại với nhiệm vụ chính sau khi làm một hơi cỏ đậu và lên tận chín tầng mây tất cả tìm được lâu đài nơi có người khổng lồ và con ngỗng đẻ trứng vàng trong truyền thuyết vậy kế hoạch là gì ai sẽ trộm trứng ai sẽ đánh nhau với người khổng lồ không ai phải đánh nhau với ai cả Theo lời của trứng thì người khổng lồ đã chết lâu rồi Nhưng cả lũ sẽ phải đối đầu với con quái vật biến mọi thứ thành đá Nghe vẻ còn tệ hơn Nhưng không sao Đã có boost ở đây Trốn chui trốn lủi lại là nghề của anh Con quái vật thoát ẩn thoát hiện Khiến cả ba đứa toát mồ hôi hột Nhưng cuối cùng thì cũng đến được chỗ những quả trứng vàng Ôi bao la là trứng Quả nào quả nấy đều nặng cả tạ Nhưng sao mà lại phải ham mớ sản phẩm Khi bạn có thể bế cả nhà máy Cả ba thống nhất mang chú ngỗng về mặt đất con quái vật từ đâu chạy đến hai con mèo một quả trứng và một con ngỗng vắt chân lên cổ mà chạy tất cả bị trôi ra ngoài bằng đường ống cống bắt đầu rơi tự do từ chín tầng mây kitty nhanh trí ngắt một lá đậu thần cả bốn dùng cây dù làm từ chiếc lá hạ cánh an toàn trở lại mặt đất chiến dịch thành công mỹ mãn nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu khi vợ chồng rách và Jill đã phát hiện ra cây đậu thần từ xa lần theo dấu vết và tìm thấy cả lũ khi tất cả đang ăn mừng chiến thắng thì những tên sát nhân lại mò đến khi push tỉnh dậy thì đã thấy mình bị lột sạch toàn bộ trứng vàng ngỗng vàng cả kitty và hamti cũng biến mất đang nằm phơi thây trên sa mạc và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Puce bỗng nhìn thấy dấu xe lợn quen thuộc để lại trên cát dấu vết dẫn chú tới một nơi quen thuộc san ricardo ôi bao kỷ niệm UV lệnh truy nã bao năm vẫn còn đây push tìm cách mò vào thị trấn và nghe thấy một giọng nói quen thuộc là Humpty Ú à, Puss lại chỉ là người đến sau Trứng và vợ chồng Jack đang mở champagne ăn mừng Cuối cùng thì người bị lừa chỉ có mình Puss Đúng là một quả trứng ung um. Đã không có lòng mà nhân cách còn thối um Tất cả bọn chúng từ đầu đã thông đồng với nhau một kế hoạch trả thù hoàn hảo được lập ra trong thời gian chứng ngồi tù Boss bị tống vào tù bởi chính thằng bạn thân nhất nghe nó mới cay làm sao biết sớm như này hồi đấy bố mày ốp la mày luôn Boss bị công an phường bắt đi nhưng điều không ngờ là kitty cũng tham gia kế hoạch này vì sao chú lại không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ vì sim chứ sao huyền thoại mèo đi here cuối cùng cũng phải mọt gông trong tù vì gái từ mũ đôi hia đến cả ít cỏ mèo để trong túi cũng bị công an lột sạch bus bị tống giam và thật tình cơ ông lão cùng phòng hiện tại của bus cũng chính là người bạn tù trước đây của hamty những hạt đậu kia thực ra là của ông lão nhưng bị trứng lửa mất thật là một quả trứng thối nhưng điều còn tệ hơn nữa là âm mưu của hắn không chỉ dừng lại ở những quả trứng vàng mục tiêu thực sự là san ricardo hắn muốn trả thù nơi đã cưu mang mình việc trộm đi chú ngỗng để trứng vàng là điều cấm kỵ con ngỗng mẹ sẽ đi tìm con thảm họa sẽ đến với san ricardo bus phải đi cảnh báo đến tất cả mọi người mới được nhưng ai chịu nghe lời một thằng mèo tù tội đây câu trả lời là kitty đến bây giờ cô mới nhận ra có những thứ thu hút cô hơn cả đống vàng kia thứ đó cao tầm 60 phân và thích đi ủng cũ cô đột nhập vào nhà giam cầm chân đám lính canh và giúp bus thoát ra được phía ngoài kẻ khơi mào mọi chuyện đang chuẩn bị đem theo con ngỗng tẩu thoát đúng lúc đó bus xuất hiện chặn ham lại rồi sao nữa định xin lỗi một quả trứng à đúng bus đã thực sự làm thế xin lỗi về mọi chuyện trong quá khứ Xin lỗi vì đã bỏ rơi Hamti và Trứng thực sự đã mủi lòng thật, nhưng quá muộn rồi. Ngỗng mẹ đã bay đến San Ricardo tìm con, kế hoạch là gì đây? Trừ việc luộc trứng quá 5 phút bị mất lòng đào thì không có gì là quá muộn cả. Trứng sẽ mang chúng ngỗng con tới cây cầu. Nhiệm vụ của Boost là phải dụ ngỗng mẹ tới đó. Hội đậu lại tái hợp, không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Vì ngỗng mẹ đã bắt đầu tàn phá San Ricardo để tìm con. Một công ba việc, Boost vừa phải bảo vệ người dân, vượt qua sự truy đuổi của đám linh canh, vừa phải dụ ngỗng mẹ. Phía trứng cũng chật vật không kém. Vợ chồng rách từ đâu xuất hiện, đòi cướp con ngỗng, nhưng chúng ngay lập tức đã bị Kitty chặn họng. Ý tôi là họng súng xe ngựa chật bánh cả hai bị ngỗng mẹ dẫm bẹp tất cả tới được cây cầu nhưng mà tiếp đất lại không hề an toàn tí nào sức nặng của ngỗng mẹ đã làm cây cầu đổ sập một mèo một trứng định mệnh một lần nữa lặp lại chỉ có điều lần này boost đã không buông tay một bên là chú ngỗng vận mệnh của san ricardo một bên là thằng bạn trí cốt quá khó để lựa chọn thấy thế trứng liền chọn giúp tự mình buông tay hamti rơi xuống vực thẳm vỡ tan tành san ricardo được cứu boost một lần nữa trở thành người hùng, lấy lại được danh dự và lòng tin của tất cả mọi người. Chú mèo đi hia đã trở lại và không phải trốn chui trốn lủi như trước. boost trở về nhà để chào tạm biệt mọi người và mẹ emelda rồi ngay lập tức lên đường tiếp tục cuộc hành trình với Kitty và viết tiếp huyền thoại về chú mèo đi hia, một kẻ ngoài vòng pháp luật. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.